Bảo từ sớm tới giờ đi khám bệnh em ơi. Đi khám bệnh em. Ăn đồ. Chồng các bạn chồng. Omi-chan. Omi-chan. Đi khám bệnh. Đi. Đi xe chở dưới rồi nhanh em. Em đi khám gì? Mắt. Đi khám. Khám mắt là để mổ mắt này. Đây là thằng đây em ạ. Cái gì? Thì nói thẳng ra như vậy cho nhanh, bởi vì khám gì mình nói đấy. Nani. Đi khám mắt thì về để mổ mắt, tại vì do là mắt bị cận nặng lắm rồi cho nên là phải đi mổ mắt. Cái này đi khám. Boy. Chị chả thấy chưa? Đấy, nói đến gì lắm rồi đấy. Ăn cơm thôi, bây giờ ăn xong thì mình sẽ vào khám mắt. Thì đây là quyết định của mình 3-4 năm về trước mà chưa được thực hiện. Thì mình rất là ước mơ được mổ mắt. Hiện tại thì độ cận của mình cũng khá là cao rồi. Cho nên là mình cũng quyết định mổ mắt sớm để mình còn được nhìn thấy đó đây nữa chứ. Em cảm ơn. Đây là tờ giấy thông báo trong quá trình sử dụng thuốc giãn đồng tử thì sẽ không nhìn thấy gì. Và đây là tiền khám bệnh. Đấy, chỉ có 100 mấy thôi. Ở dưới đây là tiền để mổ mắt. Ôi trời ơi. Ủa, mọi người thấy đắt chưa? Đắt lắm luôn ấy. Bây giờ thì nhỏ thuốc giãn đồng tử rồi cho nên không nhìn thấy gì hết trơn. Bây giờ mình sẽ ngồi đây đợi đến lúc một tí nữa thì mình sẽ vào trong kia để khám. Lúc vào trong kia thì mình không được quay nữa. A few minutes later. Rất mỏm vào bếp. Nói cái gì à? Món gì? Món tí ở bếp. Khi con gái không cần vào bếp. Mời đẹp. Mình nói đùa thôi chứ hôm nay là mình bị chị Hằng kiếm. Với lại diễn viên mà hôm nay mình đi mổ, đi khám mắt ấy xong người ta sẽ nhỏ giãn đồng tử. Cho nên là bây giờ mình không nhìn thấy nhiều, không thấy đường gì ấy. Cho nên là mình phải ngồi đây chờ Đức với lại Vũ với lại Tâm Quỳnh nấu cơm rồi ăn. Cho lâu mới được làm công chúa đó mọi người. Đói quá. Bây giờ thì mình sẽ xé giấy và viết mấy lời cảm ơn. Xé giấy làm sao cho không bị rơi đúng không? Mà mình sẽ gấp lên như thế này. Đấy. Xé thôi. Không hay ta. Đấy. Bây giờ mình sẽ viết là cảm ơn anh trái tim. Tôi trái tim lại. Dù anh. Đấy. Ta-da. Mời cả nhà cơm. Anh em nhìn cá hơi bị ngon luôn. Tay nghề không kém đâu nha. Một bài nhạc tặng em đi. Hình bóng ấy đã quá xa, theo làn gió về với anh ta. Chỉ là những tiếng lưỡi của muôn thuở đôi mươi đã xa. Anh đã có đã có rất nhiều chuyện tình yêu mấy đời ai hiểu. Phải rời xa thôi người mình yêu, mãi chẳng thể yêu. Xuất sắc, xuất sắc. Dù ngày mai bão giông ngập trời, dù em đã yêu ai mất rồi, thì anh vẫn đứng đây như xưa và chờ em tới. Xin em đừng khóc nước mắt nhạt nhòa đôi mi. Anh sẽ vẫn nhớ em vì
hai đôi chân đã khác đường đi. Ôi gái xinh ấy. Ôi gái xinh ấy. À. Gái à. Oh no. Anh nấu cơm ngon như vậy thì ngày nào anh cũng nói cho em ăn được không? À đủ. Ok. Ok dạ. Anh có thấy cái gì không? Đây nè. Đây anh cho em xem. Đi xem. Cảm ơn anh vô. Thôi cảm ơn em. Xem cái gì? Đi rồi. Đâu? Đấy, bên kia, bên kia. Anh đủ. Đấy. Gái. Nãy giờ mọi người xem cơm chó cũng nhiều rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ có một trò hay là mình sáng giờ mình đi về thì mình chỉ thấy là mắt mình bị mờ thôi. Thì bác sĩ có bảo là một thời gian mắt mình ổn rồi mình sẽ mổ được. Nhưng mà khóa mổ hồi nãy mình có cho mọi người xem là 50 triệu đúng không? Bây giờ mình sẽ đi cho mọi người là mình sẽ bảo là mổ mắt 100 triệu mình không đủ tiền mổ, xem phản ứng của Tem và Đức như thế nào nha. Được của nó đấy. Ok, mọi người cùng mình đi thôi. Let's go. À, mọi người xem đến đây thì cho mình xin một like, một subscribe nhớ cái chuông đi nha. Mọi người dạo gần đây rất là lười luôn. Mình rất là buồn ấy. Đi đấy. What? Thôi nha, like đi. Người. Cái gì? Có chuyện muốn nói. Nói đi. Là bây giờ em mổ mắt. Nhưng mà em phải cầm 100 triệu để mổ mắt cơ. Mà anh chưa có. Nhưng mà người ta bảo là 2 tuần nữa mới mổ cơ. 100 triệu. Anh bây giờ còn chưa có nổi 1 triệu. Cho mọi người ăn cơm chó à? Bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhé. À, Quỳnh Tạ. Dạ. Hôm nay chị đi khám mắt. Thì bác sĩ bảo là chị cần 100 triệu để mổ mắt. Mình có tiền cho chị mượn không? Tiền thôi. Khẩu 4567 nha. Anh em ạ. Em luôn mình nó uy tín như này mà có tiền không? Còn 1-2 ngàn trọng thì lấy đỡ. Anh là dễ quá. Nói chơi chị mổ mắt chị để chắc em tiền vay mượn cho chị về biết sao vậy. Điều mọi người nhìn nó dễ điều đó mọi người. Thì em có cái gì để cho chị? Có cái này nè. Có cái này nè. Nghĩa gia đình của chúng ta chỉ có nhiêu đó thôi hả? Hỏi anh thì anh cũng bảo không tiền. Hỏi bên đứa này thì cũng bảo không tiền. Rồi mày lại... Ê, anh em xem đi. Từ nghĩa bấy nhiêu đó là đủ rồi. Thôi thì clip của mình thì mình sẽ thích mọi người clip cho mình xin. Một like, một subscribe nha mọi người. Nhớ đăng cái chuông để thông báo nha. Vô đi. Lại cho anh đi. Bye nha. Mọi like đi, mọi người đi. Các bạn hay hỏi cách tập hẻ vào shop của mình như thế nào? Đầu tiên các bạn phải mua loại hẻ mình cần và đến các cửa hàng như cửa hàng tạp hóa, Thế Giới Di Động, Viettel Store, FPT Shop. Sau khi mua hẻ xong thì mọi người phải cào cái phần này. Đây là mã series, còn cái số vừa cào chính là mã số hẻ. Sau đó vào bé Mon FF bấm vào phần 3 chấm, bấm vào phần đăng ký, nhập tên và biệt danh mọi người muốn vào đây. Tiếp theo là phần tài khoản, mọi người ghi gì cũng được nhưng mà lưu ý là không để ký tự đặc biệt. Cuối cùng là phần mật khẩu, sau mọi người xác nhận mật khẩu và bấm vào đăng ký, thế là thành công. Bây giờ quay lại shop và mọi người chọn loại hẻ mà mình đã mua trước đó. Tiếp đến mọi người chọn mệnh giá thích hợp như là 50, 100 v.v. Giờ chúng ta sẽ nhập số đã cào trước đó vào. Cuối cùng là series. Thế là xong. Ngoài ra, dành cho những bạn không nạp hẻ thì nhận quà ở đây nha. Chúc các bạn thành công.